Xin chào các bạn đã quay lại với kênh của Nguyên. Gần đây thì có một cái thông tin là Facebook chính thức đổi tên thành Meta đã khiến cho mạng xã hội bùng nổ. Và qua cái hành động đổi tên trên thì điều này cho thấy Facebook đang thể hiện cái tham vọng mở rộng vũ trụ Metaverse của mình. Và theo nhiều nguồn tin thì Facebook đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 50 triệu đô la trong 2 năm tới vào việc nghiên cứu và quan hệ đối tác. Bên cạnh đó thì công ty cũng đặt mục tiêu là sẽ thuê 10.000 người trên khắp châu Âu trong 5 năm tới để hỗ trợ cho họ trong cái lĩnh vực này. Và khi mà một cái ông lớn trong ngành công nghệ có quan tâm đến Metaverse thì cái trend của các đồng coin Metaverse cũng đang được giới đầu tư quan tâm rất là nhiều. Và trong video ngày hôm nay thì Nguyên sẽ chia sẻ cho các bạn về top 4 cái đồng coin Metaverse tiềm năng mà các bạn có thể mua. Và những cái đồng coin này sẽ có sẵn trên sàn Probit Global. Và các bạn cũng có thể theo dõi tiềm năng của nó để các bạn lựa chọn. Và trước tiên thì đối với những bạn nào mà chưa có quen với khái niệm Metaverse là gì thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút nhé. Metaverse là một cái thế giới ảo được tạo nên từ mạng Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo tăng cường như là VR, AR hoặc các công cụ khác, nhằm mục đích giúp người dùng có những cái trải nghiệm chân thật nhất. Metaverse như một cái thế giới tồn tại song song với thế giới thực tại. Có nhiều cái cách để có thể giải thích được thuật ngữ Metaverse. Tuy nhiên thì mình thấy là có những cái thuật ngữ đơn giản nhất để cho các bạn có thể hiểu được thì Metaverse, các bạn có thể hiểu được nó là một môi trường kỹ thuật số nhập vai, nơi con người có thể tương tác như là đời thực ấy. Và tiền tố Meta có nghĩa là vượt ra ngoài, còn Verse đề cập đến là vũ trụ. Các công ty công nghệ sử dụng thuật ngữ này để mô tả một thế giới ảo được tạo nên từ Internet và các công cụ hỗ trợ thực tế ảo. Và thêm cái thông tin, vào sáng ngày 29 tháng 10, Facebook có thông báo đổi cái thương hiệu thành Meta với mục tiêu là tập trung phát triển cho thế giới Metaverse và đồng thời hỗ trợ và phát triển cho thị trường NFT thông qua việc Meta sẽ trở thành một cái nền tảng giúp cho mọi người dễ dàng mua bán các tài sản NFT của mình một cách an toàn nhất. Thì cái từ khóa Metaverse sẽ được nhắc đến. Và cụ thể là các sản phẩm như là game NFT Metaverse được tạo ra một cái làn sóng FOMO tăng trưởng khá mạnh trong một cái thời gian ngắn. Khi mà có một cái thông tin rất là hot như vậy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn top 4 cái đồng coin Metaverse tiềm năng mà các bạn có thể follow, theo dõi và các bạn có thể tìm một cái điểm mua phù hợp nhất. Và 4 cái đồng coin này sẽ có sẵn trên sàn Probit Global. Và đây là một video được tài trợ bởi sàn Probit Global. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đi về đến đồng coin đầu tiên nhé. Đồng coin đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là đồng coin SIG VR. Và cái token của nó là token SIG, hay tên tiếng Việt các bạn có thể đọc là CEEK. Và lý do mình chia sẻ cho các bạn cái đồng coin này thì như các bạn đã biết là gần đây có một cái đồng coin nó tăng trưởng rất là mạnh, đó là đồng Zaka. Và cái đồng Zaka này thì được mẹ của Elon Musk siêu và được cộng đồng rất là FOMO, cộng với lại cái việc tăng trưởng và những cái hứa hẹn trong tiềm năng tương lai của nó ấy, thì cái đồng Zaka nó đã tăng trưởng rất là mạnh. Vì thế là mình không chia sẻ cho các bạn đồng Zaka nữa. Và mình có tìm thấy và có nghiên cứu ra một cái đồng này, mình cảm thấy nó có một cái tiềm năng rất là lớn và cái vốn hóa của nó còn đang rất là thấp. Ngoài ra thì cái dự án này họ đã hoạt động khá là lâu rồi và họ có những cái sản phẩm thực tế và đáp ứng được những cái tiêu chí. Ngoài ra thì nó có một cái tin rất là hot, đó là dự án này cũng có hợp tác với Facebook các bạn nha. Và SIG là một cái nền tảng phát trực tuyến cho các cái sự kiện và trải nghiệm. Và SIG sẽ trao quyền cho các nghệ sĩ để tạo ra các sự đột phá trong lĩnh vực âm nhạc bằng việc là sử dụng công nghệ blockchain vào thế giới giải trí. Các nghệ sĩ hoạt động trong cái lĩnh vực giải trí, đặc biệt là trong lĩnh vực âm nhạc ấy, thì luôn có nhu cầu phát triển mạnh các lượng fan và tăng cường cái khả năng biểu diễn của mình. Tuy nhiên là bệnh SARS-CoV-2 trên toàn cầu nó đã trở thành một cái thách thức và cản trở các buổi biểu diễn của các nghệ sĩ ngoài đời thực được diễn ra. SIG cung cấp một cái giải pháp dễ dàng truy cập nội dung số trên nhiều nền tảng bao gồm thế giới ảo trên tai nghe VR hàng đầu và tai nghe VR di động được cấp bằng sáng chế độc quyền của SIG. Và cái nội dung này thì nó sẽ bao gồm các chương trình thực tế ảo biểu diễn âm nhạc, là dạy học, hội thảo trực tuyến, hội nghị, các buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao và giúp khán giả có thể tiếp cận được như là họ có tham gia thực tế một cái buổi hòa nhạc của các ca sĩ. Và nghệ sĩ, người biểu diễn, nhà giáo dục, những người khác có thể sử dụng SIG để kết nối trực tiếp với khán giả của họ và cung cấp những cái trải nghiệm mà trước đây không thể thực hiện được. Điều này sẽ tạo ra một cái nguồn doanh thu lớn cho các nghệ sĩ. Và cái điều mà cái dự án SIG này họ giải quyết được ấy, đó là họ giải quyết được những cái thách thức mà các nghệ sĩ và phải đối mặt trong cái thời đại ngày nay, đặc biệt là những cái hạn chế họ gặp phải khi mà các buổi biểu diễn nó có một cái sức chứa rất là lớn ấy, và giới hạn về địa điểm, thì SIG họ có thể giải quyết được cái vấn đề này.
Six sẽ mã hóa vé ảo và cung cấp cho các nghệ sĩ âm nhạc và người sáng tạo nội dung quyền truy cập vào các nguồn doanh thu chưa được khai thác và có khả năng không giới hạn do người hâm mộ trực tiếp của họ cung cấp. Và ban đầu thì dự án Six này họ hoạt động trên chuỗi khối là Ethereum, có nghĩa là mạng lưới của ETH. Và gần đây vào tháng 5 năm 2021 thì họ đã công bố là họ sẽ chuyển sang cái mạng lưới của Binance Smart Chain. Và điều này sẽ giúp cho nâng cao cái hiệu quả của hệ thống để cắt giảm những cái chi phí để đảm bảo cái khoản thanh khoản. Và mình thấy là cái dự án này nó cũng hoạt động khá là lâu rồi. Và họ có những cái sản phẩm thực tế như là cái tai nghe này, đó, tai nghe hoặc là mắt kính để người dùng người ta có thể kết nối với lại là những cái công cụ đó để họ có thể xem những cái video độc quyền ở trên này nền tảng của Seed. Ví dụ như gần đây thì mình thấy là Seed có mở rộng ra bằng cái việc là họ sẽ kết nối thêm với những cái nghiên cứu về vũ trụ không gian ấy. Kết nối với cái nền tảng này thì mọi người cũng có thể là xem trực tiếp thông qua cái công nghệ thực tế ảo để mọi người có thể trải nghiệm được những cái sự vận hành của vũ trụ. Và Six là một trong những cái nhà phát triển phần mềm đã giành được nhiều giải thưởng trong ngành công nghiệp VR và công ty đã hợp tác với rất là nhiều cái tên lớn. Đây mình sẽ kéo xuống cho các bạn có thể xem được các đối tác của bên Six nhé. Các đối tác lớn như là Universal này, T-Mobile này. Thì như các bạn đã biết thì T-Mobile là một cái công ty về điện thoại nó rất là nổi tiếng ở Mỹ này, và Apple này, đó, đây là toàn là những cái bên đối tác rất là có uy tín trong ngành công nghệ. Và cái cách marketing của dự án này nó rất là đặc biệt các bạn nha. Thì khi các bạn truy cập vào cái trang chủ của bên trang web của dự án ấy thì các bạn thấy rằng đây là một cái nghệ sĩ rất là nổi tiếng, đó là Lady Gaga. Và cái dự án này, cái nền tảng Seed này thì họ sẽ dùng bằng những cái người nổi tiếng, chính những người nổi tiếng là sẽ PR. Và các bạn, như các bạn đã thấy được cái tiềm năng của đồng Raka ấy, thì khi mà có những cái người nổi tiếng họ siêu về những cái đồng này ấy, thì cái đồng đó nó được cộng đồng rất là quan tâm. Và ngoài Lady Gaga thì họ bên cái nền tảng Seed này họ có hợp tác với rất là nhiều những cái nghệ sĩ nổi tiếng khác. Và những cái nghệ sĩ này khi mà sử dụng những cái nền tảng của Seed để độc quyền những video của họ thì chắc chắn là họ sẽ chia sẻ cho cái Seed này, sẽ đến nhiều người có thể biết được đến cái nền tảng và tải cái ứng dụng của nó về. Và khi có thể để mua những cái video đó thì họ phải có sở hữu cái đồng Seed này. Và sau khi mà có cái trend về Metaverse thì cái đồng Seed này cũng đã được tăng giá lên cũng khá là cao. Mình sẽ mở cho các bạn về cái biểu đồ của Seed nhé. Ủa, ok, mình vừa mở ra thì cái giá của nó đã tăng lên rất là cao này. Ồ, vừa mới khi mà mình xem thì nó mới đang ở 0.5 thôi, và bây giờ nó đã tăng lên là 0.7 rồi. Chứng tỏ là cái độ tăng trưởng của nó rất là cao. Các bạn nhìn thấy này, ở cái khung giờ trong một ngày này, đó, khi mình xem ngày hôm qua để mình chia sẻ cho các bạn thì nó 0.5. Tuy nhiên là cái điểm 0.7 thì so với cái vốn hóa của đồng Seed hiện tại, ok, cái vốn hóa hiện tại của nó đang là 62 triệu. Ồ, nó đã tăng rất là nhanh. Tuy nhiên cái điểm vào này thì các bạn cũng cân nhắc, 62 triệu thì với cái mức vốn hóa này ấy, thì mình vốn hóa 62 triệu thì với cái trend của Metaverse thì mình kỳ vọng rằng cái vốn hóa nó sẽ lên đến khoảng 300 triệu. Đó, và có thể là nó sẽ nhiều hơn trong tương lai. Tuy nhiên là tất nhiên là cái điểm vào của nó thì điểm vào đẹp nhất để mình sẽ xem cho các bạn là khoảng giá bao nhiêu nhé. Thì bây giờ cái giá của nó đang là 0.07 thì các bạn hãy xem là khi mà nó có cái nhịp điều chỉnh ấy, thì các bạn có thể xem xét để các bạn vào ở cái giá là khoảng 0.03 hoặc là 0.4 các bạn nhé. Đó, 0.3 hoặc 0.4 thì nó sẽ có cái vị thế tốt hơn cho các bạn. Còn hiện tại thì cái đồng này nó đang tăng trưởng theo cái trend Metaverse ấy. Nó cũng đang tăng trưởng trong vòng 24 giờ, nó tăng khá là cao. Rồi, ok, đấy là cái đồng đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì những bạn nào có quan tâm đến cái trend Metaverse thì hãy đừng bỏ qua cái đồng này nhé. Và tất nhiên là cái video của mình chia sẻ cho các bạn về cái cơ hội và cái thông tin để cho các bạn có thể tìm hiểu, nghiên cứu thêm về nó thôi. Và đây cũng không phải là cái lời khuyên đầu tư cho các bạn. Rồi, tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái đồng thứ hai. Và đồng coin thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là đồng coin vì Decentraland. Và cái tên token của nó là Mana. Và Decentraland nó là một cái nền tảng gaming được phát hành vào năm 2016 bởi nhóm nhà phát triển ở Argentina. Metaverse trong Decentraland là một thế giới ảo vì Decentraland Ledger quyền sở hữu đất. Mana là một native token của Decentraland và được sử dụng để mua bán hàng hóa dịch vụ trong Decentraland Genesis City. Và Mana sẽ đóng trong vai trò làm phương tiện để có thể trao đổi các vật phẩm trong game và sở hữu đất đai trong bất cứ thứ gì mà các bạn muốn trong thế giới ảo.
Và đây là cái biểu đồ giá của Mana. Hiện tại thì dự án cũng trong khoảng 24 giờ cũng đã tăng khá là cao, đã tăng 34%. Thì ở đây thì các bạn thấy là nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh ấy, thì khi mà các bạn, nếu các bạn quan tâm đến dự án ấy thì các bạn cũng có thể tìm một cái điểm vào phù hợp. Thì như ở đây thì mình thấy là có, nếu như các bạn có thể xem xét và các bạn có thể mua ở trong cái khung giá khoảng 0.8 0.8 đến 0.9 thì mình thấy nó cũng là một cái điểm vào tương đối là phù hợp. Và Mana thì nó cũng là một cái đồng coin mà có cái vốn hóa thị trường cao là 2 tỷ đô. Và với cái vốn hóa này thì khi mà các bạn giao dịch thì các bạn cũng sẽ thứ nhất là các bạn cũng sẽ đảm bảo được trong cái khả năng thanh khoản. Thì với một cái vốn hóa cao là 2 tỷ như này thì Mana nó cũng được nằm trong một cái dạng là coin top của một cái trend làm trend Metaverse. Và khi mà các bạn tìm hiểu về Metaverse thì chắc chắn là sẽ không bỏ qua được cái đồng coin Mana này được. Thì các bạn hoàn toàn có thể bỏ túi đồng Mana để các bạn bắt trend nha. Và đồng tốc cận thứ 3 thì mình muốn chia sẻ với các bạn đó là đồng Engine Coin. Engine Coin nó là một dự án được ra đời từ khoảng năm 2017 với mục tiêu là hỗ trợ cho ngành công nghiệp game. Và hiện Engine Coin là một trong những Metaverse có vốn hóa lớn nhất trong năm 2021. Và vậy thì cái dự án này nó có một cái gì đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Đầu tiên cái điểm nổi bật của dự án này, Engine Coin nó là một bộ sản phẩm được thiết kế dựa trên công nghệ blockchain để tối ưu cho các game NFT nói riêng và hệ sinh thái NFT nói chung. Hiện tại thì Engine đang hỗ trợ cho hơn 2 tỷ NFT trong thế giới tiền điện tử. Và với cái mục đích tạo ra một cái cộng đồng game với cái độ minh bạch và bảo mật cao trong thế giới Metaverse của riêng mình, thì dịch vụ của Engine cho phép các nhà phát triển game tạo ra các cái trang web, các diễn đàn về game hay là các cửa hàng để người chơi có thể mua bán vật phẩm trong game và kiếm tiền. Hiện tại thì Engine nó có rất nhiều sản phẩm khác nhau như là Wallet này, Marketplace này, nơi có thể trao đổi mua bán các vật phẩm NFT, Platform là nền tảng tạo ra NFT và Infinity là blockchain dành cho NFT. Jumpnet là giải pháp mở rộng cho Ethereum giúp di chuyển NFT qua lại giữa Ethereum và Engine. Và Beam là một cái nơi mà các bạn có thể gửi NFT thông qua QR code miễn phí. Hiện tại thì các bạn, như các bạn đã thấy trong cái chart bên trên review mình xem trực tiếp trên sàn Robit Global luôn nhá, thì cái đồng Engine này nó cũng đang có cái sức tăng trưởng. Ở đây thì giá hiện tại nó đang là 2.31 rồi. Thì các bạn cũng có thể xem là khi mà giá nếu nó điều chỉnh về cái khung là khoảng 1.8 đến 1.9 thì các bạn cũng có thể xem xét để các bạn mua nha. Đó, với cái mức giá này và các bạn cũng sẽ để tiền để DCA thêm. Vốn hóa của đồng NG thì hiện tại đang là hơn 2 tỷ đô. Đó, thì đây cũng là một trong những cái đồng coin top trong lĩnh vực là Metaverse các bạn nha. Thì với cái vốn hóa của nó hơn 2 tỷ thì nó cũng là một cái đồng coin có vốn hóa cao rồi. Thì với những cái đồng coin mà có vốn hóa lớn như này thì các bạn cũng có thể đặt ra cái kỳ vọng giá của mình. Thì nó cũng có thể tăng trưởng lên khoảng là gấp 2 hoặc gấp 3 lần so với cái mức giá hiện tại. Đó, thì các bạn cũng có thể xem xét điểm để mua vào. Và cái đồng coin thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Sandbook. Cái token của nó là token San. Sandbook là nền tảng thực tế ảo phi tập trung được thiết kế trên nền tảng Ethereum bởi nhóm phát triển game Studio Pixel và phát hành vào năm 2012. Tương tự như các gaming NFT Play to Earn khác thì Sandbook cho phép người chơi hóa thân thành các nhân vật, trao đổi mua bán các vật phẩm như là xe cộ, này, rồng này, trên NFT Land. Và ở khái niệm khác thì Sandbook còn là một hệ sinh thái nơi mọi người có thể tạo, chia sẻ về tiền tệ hóa và các cái tài sản bên trong game, cụ thể như là giao dịch các tài sản. Sandbook sẽ giải quyết vấn đề blockchain như thế nào? Thì cái vấn đề đặt ra là chính là sự phân chia giá trị không đồng đều giữa các bên. Trong thị trường game hiện nay thì quyền sở hữu tập trung vào tay nhà phát hành game. Họ kiểm soát các cái giao dịch hàng hóa do người chơi tạo ra, làm hạn chế sự sáng tạo của người chơi. Ngoài cái quyền kiểm soát nội dung do người dùng bị hạn chế thì họ cũng sẽ dễ bị sao chép và khó có thể chứng minh được cái quyền sở hữu sáng tạo. Thì giải pháp Sandbox đưa ra là xây dựng một cái nền tảng trò chơi trên blockchain Ethereum, nơi người sáng tạo có thể tạo ra chơi này, chia sẻ và thu nhập cái giao dịch mà không bị kiểm soát bởi nhà phát hành game. Ngoài ra thì người chơi cũng có thể hưởng cái quyền sở hữu bản quyền an toàn với khả năng kiếm tiền điện tử, và cái quyền sở hữu bản quyền này sẽ được thiết lập và đảm bảo thông qua việc sử dụng là NFT token. Và trong đó thì mọi vật phẩm trong trò chơi sẽ có một cái mã định danh trên blockchain Ethereum. Và hệ sinh thái của Sandbox thì cũng sẽ có là Vault Edit là phần mềm để tạo ra những cái token mà không thể biến đổi là token NFT. Họ cũng có Marketplace, một thị trường phi tập trung để giao dịch asset trong trò chơi được tạo ra trong Vault Edit. Và có Game Maker là cho phép người dùng sáng tạo ra các trò chơi để xây dựng ra cái thế giới ảo của riêng mình là Metaverse ấy. Đồng thời thì họ cũng có thể tận hưởng và chia sẻ những cái trải nghiệm khi chơi game.
Trong trò chơi thì player có thể chơi để kiếm tiền bằng cách là thu nhập resources này, reward này và token. Thì các asset là vật phẩm mà anh em có thể tạo ra, thì land chính là đất đai mà mọi người có thể sinh sống được ở trên đó. Thì Metaverse nó sẽ là một cái không gian thực tế ảo, trong đó người dùng có thể tương tác với môi trường do máy tính tạo ra và những cái người dùng khác. Thì đây cũng là một trong những cái game mà thuộc trend về Metaverse. Thì các bạn có thể xem ở trên cái giá biểu đồ để các bạn có thể tham khảo điểm mua nhé. Với cái đồng token San thì cái giá đỉnh của nó hiện trước đây là đã đạt là 1,2 đô. Và hiện tại thì giá của nó ở trên Polkadot của Ripple đang là 0,93. Hiện tại thì cái giá của nó trong 24 giờ cũng đang tăng là 25%. Đó thì các bạn biết là cái trend về Metaverse ấy, thì các đồng coin nó đều có sự tăng trưởng nhất định rồi. Và nếu như cái trend này nó vẫn còn đang phát triển mạnh và được các cái dự án lớn họ bắt đầu họ triển khai, thì mình nghĩ là cái tiềm năng của nó vẫn là còn phát triển rất là lớn. Đặc biệt là những cái đồng coin mình chia sẻ cho các bạn là những cái đồng coin điển hình trong trend Metaverse, và những cái đồng coin có kể cả những cái đồng coin rất là tiềm năng và những cái đồng coin vốn hóa rất là nhỏ như là cái đồng ban đầu mình chia sẻ cho các bạn, đồng két ấy, thì nó sẽ là những cái đồng mà nó có thực tế ảo, nghĩa là những cái đồng mà ứng dụng nhất trong cái nền tảng của Metaverse về gaming hoặc là về những cái sản phẩm. Thì ở đây các bạn có thể xem về cái điểm mua vào cái đồng San này. Thì theo mình thì cái điểm mà các bạn có thể mua vào cái đồng San này thì nó sẽ khoảng trong cái giá là khoảng 0,7. Đó, 0,7 thì các bạn có thể xem xét các bạn mua vào, thì nó sẽ có cái vị thế tốt hơn cho các bạn. Bởi vì những cái đồng coin tăng trưởng thì nó cũng sẽ có những cái nhịp điều chỉnh, thì các bạn có thể kiên nhẫn các bạn chờ những nhịp điều chỉnh các bạn mua vào nha. Ok, và trên đây là 4 cái đồng coin mà mình chia sẻ cho các bạn về trend Metaverse. Và những cái đồng coin này thì là những cái đồng coin có cả đồng coin vốn hóa thấp như là đồng SEC, và những cái đồng coin top thuộc top về Metaverse như là Mana, Engine và San. Thì những cái đồng coin này thì các bạn có thể tùy theo cái mức vốn đầu tư của các bạn thì các bạn có thể lựa chọn ra những cái đồng coin nào để phù hợp nhất. Và tất nhiên là video này cũng không phải là một cái lời khuyên đầu tư dành cho các bạn, thì khi các bạn vào bất kỳ một đồng coin nào thì các bạn cũng có thể tham khảo và tìm hiểu thêm các thông tin để các bạn quyết định lựa chọn để tối ưu hóa cho mình cái lợi nhuận nhất. Và khi mà cái đồng coin nó đang tăng trưởng quá cao rồi thì các bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi vào một cái vị thế đẹp. Và video này là một video được tài trợ bởi sàn Globit Global. Và nếu bạn nào mà chưa có tài khoản trên sàn Globit thì hãy đăng ký dưới đường link mô tả video này để ủng hộ cho mình nhé. Và trên sàn Probit Global thì cũng có rất là nhiều những cái đồng coin tiềm năng và những cái đồng game mà các bạn có thể săn khi mà nó chưa list những cái sàn lớn, thì các bạn hoàn toàn các bạn cũng có thể theo dõi. Và ngoài việc mà các bạn có thể mua được những cái đồng game tiềm năng thì trên Probit có rất là nhiều những cái chương trình độc quyền mà giúp cho các bạn cũng có thể mua được các đồng coin top, những cái đồng coin chất lượng như là Phantom này, đó như ADX này hay là AAVE Matic này, với cái giá chiết khấu là giảm 50% so với giá thị trường. Và một tin rất hot cho những tín đồ của MemeCoin thì sàn Probit sẽ độc quyền về phân phối đồng token là Shiba, và các bạn sẽ được giảm giá 50% với cái giá so với những cái giá trên sàn giao dịch. Và cái chương trình này thì các bạn sẽ yêu cầu là sẽ dùng đồng BROT để các bạn đăng ký mua. Và cái sự kiện này nó sẽ kéo dài một tuần, bắt đầu từ ngày 9 tháng 11 năm 2021. Và các bạn đã biết được cái ưu đãi khi mà các bạn mua được một cái đồng coin giảm giá 50% so với thị trường thì nó sẽ tuyệt vời như nào rồi đấy. Thì các bạn hãy nhớ đăng ký một tài khoản trên sàn Probit, và các bạn có thể đăng ký tài khoản đường link Probit. Và theo mình thì các bạn có thể là mua cái đồng prop ấy, bởi vì mỗi một cái đợt mà chuẩn bị có cái chương trình độc quyền ấy thì cái đồng prop này nó sẽ tăng giá rất là mạnh. Thì các bạn biết là như là hôm cái chương trình FTM ấy, thì cái đồng prop nó tăng lên cao như này. Sau khi kết thúc chương trình thì cái giá của nó sẽ giảm đi. Đó, và thời điểm này thì mình nghĩ là mua cái đồng prop thì nó khá là tốt, bởi vì cái chương trình mà mua cái đồng Shiba này thì hiện tại là mình được nhận từ cái ban tổ chức của bên sàn Probit thôi, và cái tin này nó cũng chưa public lên cái website đâu, nên là các bạn hãy tranh thủ nhá. Đấy là một cái bật mí cho các bạn đấy, và hy vọng rằng những cái thông tin mình chia sẻ sẽ hữu ích cho các bạn. Thì các bạn hãy đăng ký tài khoản dưới phần mô tả video này của mình để các bạn có thể tham gia được những cái chương trình độc quyền trên sàn Probit nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.